Angela Baby tủi thân đưa quý tử đi chơi giữa bão hẹn hò của Huỳnh Hiểu Minh. Mặc dù đã xác nhận ly hôn được một thời gian, nhưng mọi động thái xoay quanh đời tư của vợ chồng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông. Mới đây, cư dân mạng đã bắt gặp Angela Baby đưa con trai đi chơi giữa lúc chồng cũ dính nghi vấn đã có tình mới. Truyền thông tiết lộ, Angela Baby tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi đã cùng con trai bọt biển nhỏ đi chơi. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc với quần tất đen, để tóc dài và đội mũ lưỡi trai. Cô mặc khá kín đáo nhưng vẫn lộ rõ thân hình thon gọn, nhất là đôi chân dài và thẳng tắp đáng ghen tị. Nhóc tì bọt biển nhỏ mặc áo ngắn tay màu đen và quần màu xám. Dù bức ảnh chỉ chụp từ phía sau nhưng cũng cho thấy cậu nhóc trông rất hoạt bát, chạy nhảy không ngừng. Bọt biển nhỏ hiện mới 5 tuổi nhưng đã cao gần tới nách của mẹ. Quý tử nhà Angela Baby được nhận xét cao lớn khi thừa hưởng gen của bố mẹ. Khi bọt biển nhỏ đang nghịch những thứ thích thú trước mặt, Angela Baby dường như rất kiên nhẫn trong suốt cả quá trình đi chơi cùng con trai. Cô chăm chú chờ đợi ở bên, ánh mắt luôn dõi theo con để cưng chiều ấm áp. Nhiều người còn tỏ ra ngưỡng mộ Angela Baby và chỉ trích Huỳnh Hiểu Minh bởi vì dù công việc và lịch trình bận rộn, nhưng dường như Angela Baby vẫn dành khá nhiều thời gian bên con và đưa con đi chơi. Trong khi đó, từ lúc bé bọt biển sinh ra, chẳng bao giờ thấy Huỳnh Hiểu Minh có động thái vui chơi chăm sóc bé bọt biển. Thay vào đó là nam tài tử thường xuyên dính vào loạt nghi án cặp kè cùng nhiều người đẹp khác. Mới đây, một blogger đăng tải thông tin Huỳnh Hiểu Minh đang có mối quan hệ tình cảm với hot girl Diệp Kha. Người này khẳng định cả hai bắt đầu yêu đương từ đầu năm. Dù không chụp hình hay xuất hiện công khai cùng nhau, một số bằng chứng cho thấy họ thường check-in cùng một địa điểm. Cụ thể, cư dân mạng phát hiện Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha cùng đăng ảnh bánh dẻo cấu trúc băng đôn đôn, linh vật của Olympic Bắc Kinh trong ngày lễ hội đèn lồng tháng 2. Ngoài ra, nếu tài tử quay phim hay xuất hiện ở thành phố nào thì hot girl cũng đăng ảnh có mặt ở thành phố đó. Thông tin cặp đôi hẹn hò hiện được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Từ khóa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha lần lượt top 1-2 hot search cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Diệp Kha nổi danh là hot girl mạng xã hội Trung Quốc nhờ sở hữu sắc vóc xinh đẹp. Năm 2020, Diệp Kha vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, từng đạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Ngoài nhan sắc nổi bật, Diệp Kha còn nổi tiếng với vai trò doanh nhân. Cô đã từng kết hôn và có hai con, chồng cũ là ông chủ của một công ty có tiếng. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh kết hôn vào năm 2015, khiến cho người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước thông báo này của cả hai. Tuy nhiên vào đầu năm nay, sóng gió liên tục ập vào đầu hai vợ chồng trẻ. Tình cảm cũng dần rạn nứt và dẫn tới kết cục ly hôn đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, cả hai đều chung sống trong hòa bình, tập trung cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, từ ngày chính thức chia tay Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby dường như đang dần mất đi phong độ của mình. Khi còn bên cạnh chồng cũ, dù diễn xuất khá nhạt nhòa, nhưng Angela Baby luôn được giao cho những vai chính trong loạt dự án lớn. Nhưng thời gian gần đây, cô nàng đã không còn được ưu ái nhiều khi chỉ được đảm nhận một vai phụ mờ nhạt trong Phong Khởi Lũng Tây. Không những vậy, việc không còn là thành viên cố định của đội hình Cap Running cũng gây không ít bất ngờ cho khán giả về sự thay đổi này. Mỹ nhân 33 tuổi cũng khiến người hâm mộ lo lắng khi vẻ ngoài của cô đang ngày càng đi xuống một cách chậm chạp thời gian gần đây. Dù có xuất hiện rạng rỡ với vẻ ngoài long lanh, nhưng vóc dáng và thân hình của cô lại bị nhận xét là ngày càng gầy gò, thiếu sức sống. Nhiều khán giả đặt nghi vấn rằng phải chăng nữ diễn viên đang lo lắng cho tài nguyên thiếu hụt của bản thân ở hiện tại, nên dẫn đến việc cô bị sa sút tinh thần và ngoại hình. Không những thế, bà mẹ một con đang vướng phải lùm xùm về việc thanh tra thuế. Động thái Angela Baby cho giải thể 4 công ty đại diện có trụ sở ở Giang Tô, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng khắp nơi hoài nghi và bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có thể Angela Baby không liên quan đến việc điều tra thuế trên. Cô chỉ có một lý do nào đó nên đã giải thể công ty vào đúng dịp các cơ quan quản lý siết chặt việc kiểm soát thuế. Trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh có tình mới, những fan yêu mến Angela Baby hy vọng cô sẽ sớm có thể lấy lại phong độ cũng như nhan sắc đỉnh cao ngày nào.